Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tướng Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình có một buổi sáng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Hôm nay muốn gửi đến cho quý khán giả một cái thông tin nóng hổi và cực kỳ hấp dẫn vừa được đăng trên trang báo Dân Trí. Khi chúng ta xem xong cái thông tin này, thì chúng ta thấy bóng dáng của cái bà Thích Thị Nổ xuất hiện trên cái trang báo này. Bà này là cái bà Thích Thị Nổ. Thời gian qua thì bà nổ xuyên lục địa luôn, cho gần có chồng Canada rồi, giàu có, luật sư rồi thì kêu quen công an cốc bự rồi, con ông cháu cha cháu ông nội ngoại đồ đủ thứ chân á. Nên hôm nay quý khán giả xem cái thông tin này, chúng ta thấy là thật sự rất là hấp dẫn và nó cũng rất là phù hợp với cái bà Thích Thị Nổ. Kính thưa tất cả quý khán giả, thời gian qua cái vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội thì hầu như chúng ta không còn lạ lắm gì. Hàng ngày hàng giờ thì truyền thông báo chí đưa và cập nhật rất nhiều những cái thông tin. Còn các đối tượng lừa đảo đó thì ngày một rất là tinh vi. Họ giả danh là luật sư, là nhà báo, là công an, là cơ quan chức năng đang thụ lý những cái vụ án, hoặc là nhân viên ngân hàng hay là lãnh đạo bên bưu điện để hòng lừa đảo, hù dọa, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Và trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng đó, chúng ta thấy xuất hiện một cái nhân vật cực kỳ nổi cộm, đó là cái bà Thích Thị Nổ. Thì bà này luôn miệng nói đó là có hai cái vườn thuốc trồng cây dược liệu ở ngoài Đắk Lắk. Cái mục đích bà nói lên đây là hai cái vườn thuốc đó là gì? Nhằm một số người yêu thích hoặc nhẹ dạ đó sẽ chuyển tiền vào đầu tư trong hai cái vườn thuốc trồng cây dược liệu đó để hòng chiếm đoạt tài sản của người ta. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là bà nó có công ty diễn phim hay là công ty doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo gì ở ngoài Đồng Nai đó, tầm lum hết trơn á, nổ xuyên lục địa. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy cũng chả có cái gì. Miệng thì bà này cho rằng là học 3 trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh và có cái thẻ luật sư rồi này kia cái đó đó. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy có luật sư nào mà tào lao như cái bà này. Đồng ý là trong câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng cũng xuất hiện một số các luật sư gọi là không tốt, là có cái tư tưởng rất là xấu. Trong đó cũng có hai nhân vật bị khởi tố và bắt tạm giam rồi. Và trong câu chuyện Thiền Am bên bà vũ trụ cũng vậy, cũng có ba luật sư ha. Nhưng mà chúng ta thấy là tất cả những người này thì đa số họ có cái bằng cấp ở trên rồi, họ có tham dự những cái phiên tòa là chúng ta cũng đã nhìn thấy. Còn riêng cái luật sư đu dây điện mà Thanh Trần đó, thì chúng ta biết là cái nhân vật này có phải là luật sư giả hay không thì cái đó còn là một cái dấu hỏi rất lớn ha. Còn riêng ông Lực Gia nữa, ông đó thôi ối rồi ôi, mình khỏi nói. Còn quay lại cái bà Thích Thị Nổ đó, thời gian qua thì quý khán giả thấy trên trang báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh có đăng lên một cái bài là nợ chồng nợ vì tin người. Đó, trước cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng á, thì bà này tạo ra những cái Facebook, những cái fanpage là cho rằng là đi tham gia cái vụ đẻo ga đó, người ta mua cái gói mỹ phẩm là 35 triệu trả góp. Rồi ngay sau đó người ta mới dở hòa ra là cái số tiền quá lớn, rồi người ta muốn trả hàng lại thì công ty không nhận. Cho nên người ta phải lên mạng xã hội để ta nhờ. Thì gặp cái bà này thời gian qua thì quý khán giả biết rồi, mỗi một em thì 5 triệu, 5 triệu rồi xong phải đưa tiền cho bả, rồi đưa hàng cho bả. Cuối cùng hàng thì mắc tiêu, tiền thì lấy lại không được, mà nợ thì còn thiếu chỗ công ty mỹ phẩm. Đó, cho nên mới có cái bài báo Công an Nhân dân là chính phóng viên đã vào cuộc xác minh các nạn nhân, là chúng ta đã thấy rõ ràng ha. Tiền mắc và tặc mang vì tin người đối với khán giả. Rồi hôm nay trên cái trang báo Dân Trí có đăng lên với cái tiêu đề Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo chiêu lừa đảo mới qua mạng xã hội. Đã thấy chưa? Đây tôi mời quý khán giả cùng nghe sơ cái bài báo này ha. Là chúng ta thấy có xuất hiện cái nhân vật là Canada không nha. Canada đó nổ dữ lắm. Cho rằng con ông cháu cha cháu ông nội ông ngoại, rồi đã từng gặp bác Tô Lâm 2 lần, rồi lãnh đạo nước Lào và Việt Nam rồi này kia cái nọ, gặp tôi chào đón rồi kia. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy không, toàn bộ là cái đồ tào lao. Lào gì? Tào lao chứ lào gì. Không có ai là một người doanh nhân giàu có tỷ đô, nhà một căn 80 triệu đô mà cho 4 căn, mà đi ở nhà thuê nhà mướn. Nó thiếu nợ người ta thì không trả, để người ta đến nhà người ta căn bằng gòn. Đó quý khán giả đi khắp nơi đi, có ai mà dám không? Có ai mà thiếu nợ người ta để đi căn bằng gòn không? Căn bằng gòn là tôi nói quý khán giả, từ khi có nợ người ta mới đến nhà người ta căn. Nhà tôi nè, tôi đố bố con nào dám đến căn mặt gòn, tôi cũng thiếu nợ làm gì em cắn, đúng không? Còn bây giờ cái nhân vật này nổ xuyên lục địa, quý khán giả, nổ nói là tôi là luật sư, tôi học 3 trường đại học luật và trường Lê Hữu Trác, rồi
trường đại học lực thành phố Hồ Chí Minh đâu ha. Rồi Đông trùng hạ thảo, Đông trùng hạ nguyệt vô tùm lum la chứ. Đây bài quý khán giả nghe nha. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo khi bị lừa đảo, người dân cần trình báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh làm rõ, tránh để kẻ gian lợi dụng. À, đây là quý khán giả nghe cái này nha, là có nghĩa là bị lừa đảo một lần rồi, rồi có cái đối tượng khác điện thoại lại nói là tôi là luật sư đây, à đưa tiền cho tôi đi, bắt đầu tôi lấy cái tiền lừa bị lừa lại, bắt đầu sập bẫy thêm một lần nữa. Đó, quý khán giả thấy y như cái vụ đẻo gà, không có cái gì khác chứ á. Bởi vậy tôi nói là thị nổ là lên trên đây mới là phù hợp, cái này phải có để tên là thích thị nổ đó là chính xác luôn á. Ngày 17 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát cảnh báo về thủ đoạn giả mạo luật sư cam kết lấy lại tiền, đề nghị người dân cảnh giác. Các đối tượng tuyệt đối không để sập bẫy các đối tượng lừa đảo giúp lấy lại tiền và sẽ bị thiệt hại thêm một tài sản nữa. À, thấy chưa? À, các đối tượng giả dụ đó, giả dụ người dân chuyển tiền cho họ bắt đầu là sập bẫy thêm một lần nữa. Theo công an, các đối tượng lập ra các fanpage, trang cá nhân trên Facebook và hội nhóm để thu hút những nạn nhân bị lừa đảo tham gia. Kẻ gian tự xưng là luật sư, chuyên gia và cam kết hỗ trợ lấy lại tiền cho những người dân đã bị lừa trước. À, quý khán giả thấy y như cái vụ đèo gà, không có khác gì chứ, một hộp một luôn. À, y giống một cái, tôi nói quý khán giả trùng hợp luôn. Chỉ có khác có cái là cái tên thích thị nổ ở trên đây thôi. Thị nổ cũng có trang Facebook nè, cũng có fanpage nè, và cũng giới thiệu là luật sư nè, con ông cháu cha nè, ha, cũng y như trên đây ha. Là hứa lấy lại tiền, hứa xóa nợ rồi này kia nọ ha, bắt đầu là lụm luôn. Sau khi có được niềm tin từ nạn nhân, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân. À, có nghĩa là cung cấp thông tin cá nhân cho người đó nha. Tình trạng và số tiền bị lừa, nhóm này cũng tự nhận là sở hữu hệ thống chuyên biệt, có khả năng chi quét được toàn bộ dữ liệu của tất cả nền tảng lừa đảo. Ghê chưa? Ghê chưa? Nhóm luật sư đó là sẽ chi quét được cái nhóm lừa đảo luôn. Ghê, nó còn hay hơn công an nữa. Kẻ gian sau đó làm giả một hình ảnh với thông tin bao gồm họ tên của nạn nhân, số tiền bị lừa và thông tin ngân hàng. Trên thực tế, đây đều là những thông tin mà kẻ gian đã hỏi được từ nạn nhân trước đó. Để lấy lại số tiền bị lừa, có nghĩa là nó hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi thông tin cá nhân, số điện thoại người ta gọi cho rồi. Bắt đầu nó lập ra một cái trang web, cái đầu nó giao bộ, nó chi vô trong đó đó, nó chụp. Và bắt đầu cái nạn nhân người ta mới tin, người ta mới đưa tiền cho nó. Để lấy lại số tiền bị lừa, nạn nhân sẽ được yêu cầu chuyển khoản thêm là từ 2 cho đến 5 triệu đồng vào hệ thống. Đó, quý khán giả thấy cái vụ đèo ra không? Cũng 5 triệu vào đó đó, để xóa nợ. À, không chừng cái bài này người ta biết là chính tên của bà luôn mà người ta không để tên vô đó. Với lý do cần xác minh thông tin ngân hàng, nếu làm theo yêu cầu này, nạn nhân sẽ tiếp tục rơi vào bẫy của kẻ gian bị chiếm đoạt tài sản. Người dân cần tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh để kẻ gian lợi dụng lòng tham, sự tin tưởng để chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân của số tài khoản. Khi bị lừa đảo, cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh và làm rõ. Đó, thì quý khán giả thấy không? Một cái bài báo nè, tôi đó còn thiếu cái tên là thích thị nổ vô nữa là chính xác luôn á. Tạo ra Facebook nè, fanpage nè, giả luật sư nè, giới thiệu quen con lãnh đạo và người này và người kia, quen ông này bà nọ, con cha cháu ông nội đâu nè, rồi chi chào cái trang web lừa đảo nè, lấy thông tin cá nhân của người ta, rồi chuyển thêm cho nó là từ 2 cho đến 5 triệu đồng vào cái hệ thống, chuyển vào trong đó đó, rồi nó lấy cái số tài khoản, nó lấy password, nó lấy OTP rồi này kia, rồi từ từ nó chiếm đoạt tài sản sạch sẽ chứ. Đó, quý khán giả ha, mình người tham gia mạng xã hội á, những cái thông tin này á quý khán giả, nhiều khi mình bắt gặp á, mình xem rất là nhanh, còn nhiều khi cô chú lớn tuổi á, người ta xem YouTube hoặc là người ta ít có xem báo chí đó, thì hầu như là người ta không có nắm rõ cái quy trình của cái bọn lừa đảo này. Và các đối tượng giả danh á, là như là gọi điện thoại rồi đến hù dọa đang trong cái vụ án bị cơ quan điều tra, bộ công an điều tra hay cấm xuất cảnh rồi này kia đó. Đó là mục đích, đó là để nó chiếm đoạt tài sản. Và quay lại cái nhân vật thích thì nổ trong câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, chúng ta thấy là cái người này là ở nhà thuê nhà mướn, là đến thời điểm này thì hầu như chúng ta cũng đã rõ rồi. Nhưng mà cũng chính cái nhân vật này nói đó là gia đình của bà Hằng là không có tài sản gì trơn á, thiếu nợ tùm lum hết trơn, đụng đâu cũng thiếu, và nhà cửa thì cầm cố, khu du lịch đó thì bị niêm phong,
đất thì bị đi ăn cướp của người ta 500 cái đơn thư đâu, nói đủ thứ chứ. Và bà này đưa ra cái thẻ là sinh viên trường đại học lực thành phố Hồ Chí Minh luôn đó. Đó mới là cái vấn đề nguy hiểm đó. Mà lên trên mạng, ở trên Facebook đó, có một cái fanpage để là tẩy chay sản phẩm đều ra. Mà trong đây chúng ta thấy là toàn bộ là bot cái hình ảnh của cái nhân vật là Thích Thì Đổ lên không. Quý khán giả cứ thử lên trên Facebook á, bấm vào cái trang là tẩy chay sản phẩm đều ra, là quý khán giả sẽ gặp cái nhân vật, cái hình của Thích Thì Nổ trên đó. Mà tôi không biết ăn ở sao mà nó bót hình ảnh mặt bài của mình lên trên mạng vậy đó quý khán giả. Rồi đụng vô người ta nè, hăm dọa kiện tố cáo, bóc post hình ảnh lên trên mạng xã hội nè, chửi bới xúc phạm rồi đến nhà đe dọa người ta biết bao nhiêu đó. Đó thì tôi nói quý khán giả như vậy đó. Cho nên người ta bắt tiền, ta nói như là thí cô hồn đi, cúng cô hồn tháng 7 đi, 5 triệu bây giờ, 35 triệu thiếu nợ, cái sản phẩm mua trả góp nó không có khả năng trả, rồi bây giờ mắc luôn cái sản phẩm, rồi mắc thêm 5 triệu nữa, nó rồi thiếu nợ nữa. Đó, quý khán giả thấy không? Tiền mắc và tật mang. Không phải tự nhiên mà một cái trang báo công an thành phố Hồ Chí Minh mà người ta vào cuộc xác minh và người ta để họ tên cái người này lên, nợ chồng nợ gì tính người, là cái nhân vật để cái tên trong chính trong cái bài báo phóng viên Tiết Mai đó, người ta viết lên đó, là cái nhân vật có cái tên rõ ràng là Thích Thị Nổ nha, chúng ta thấy rõ trong đó. À, mục đích người này nói là luật sư, hay là nói là có hai vườn thuốc trong cái dược liệu, hay là cơ sở đông trùng hạ thảo, là một chủ yếu là gì? Để tạo lên một cái vỏ bọc hoàn hảo, một cái niềm tin để cho người ta chuyển tiền vào để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ta. Đó, quý khán giả thấy không? 38 triệu tiền rượu nè, rồi thêm ông Thịnh 104 triệu nè. Nó bây giờ bà Hằng bà xui đó. À, mấy ngày gầm bà Hằng bà không đi chùa hay sao, bà không cúng chùa hay sao, gặp ngay cái nhân vật này. Thôi ối trời ơi luôn quý khán giả. Bởi vì chúng ta suy nghĩ lại thấy tội nghiệp cho bà Nguyễn Phương Hằng thật sự quý khán giả. Thôi xin chia sẻ cùng quý khán giả tới đây nha. Hẹn gặp lại trong quý khán giả trong video tiếp theo nha. Bye bye.